Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Tùng Anh, sinh năm 1988, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, và đồng bọn của Tùng Anh là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1992, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đáng chú ý, Tùng Anh là đối tượng đã có 3 tiền án, trong đó 2 tiền án tội danh cướp giật tài sản, 1 tiền án ma túy, còn Thanh Tùng cũng đã có 1 tiền án ma túy, nghiện nặng và hiện đang nhiễm HIV. Theo tài liệu điều tra, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4, tổ công tác đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang tuần tra kiểm soát thì phát hiện hai đối tượng này đang chở nhau bằng xe máy, không đeo biển kiểm soát, đeo khẩu trang và có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã âm thầm theo dõi. Đến khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, hai đối tượng áp sát một người phụ nữ điều khiển xe máy đi cùng chiều, nhanh chóng giật sợi dây chuyền của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác đã phóng xe đuổi theo. Khi hai tên này đi xe đến khu vực ngõ 173 Tam Trinh tại quận Hoàng Mai thì bị cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàn Kiếm quật ngã, đưa cả người và tang vật về trụ sở điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng trước pháp luật.